Kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay em gửi tới các bác trong hệ sinh thái DAC mà Thanh Tâm Audio chủ yếu tập trung vào nghiên cứu đưa hàng về Việt Nam cũng như là gửi tới các bác với cái sự đa dạng cũng như là cái nhu cầu của các bác trên toàn quốc. Một thiết bị đến từ thương hiệu Luxman. Đây là phiên bản DA250, là phiên bản nâng cấp của chiếc DA200 mà cách đây không lâu em có đăng tải ở trên kênh. Và ngày hôm nay bên em lại về thêm một chiếc DA250 với hình thức đẹp xuất sắc như mới và mức giá của em này thì khá là dễ chịu. Với một cái phiên bản DA200 đẹp xuất sắc với đầy đủ phụ kiện, dây nguồn zin, remote zin và catalog, mức giá tại Thanh Tâm Audio đang là 34 triệu các bác nhé. Và đâu đó em thấy trên thị trường, trên Facebook cũng như các chợ thấy có rất nhiều bác bán với mức giá đâu đó trên 20 triệu. Nhưng mà về cái chất lượng sản phẩm thì em nghĩ rằng các bác phải nghiên cứu cũng như là test trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Tại vì bản chất những chiếc đầu DA250 này bên Nhật thì không có cái mức giá rẻ đến như thế. Vì thế cho nên các bác hãy cẩn trọng khi mua những cái sản phẩm mức giá nó rẻ đột ngột so với cái mức giá của cái tầm trung của cái một cái sản phẩm mà nó đã xuất hiện trên thị trường từ rất là lâu. Phiên bản DA250 là một trong những sản phẩm nằm trong hệ sinh thái DAC của Luxman với DA100, DA150, DA200, DA250 và DA06. Đây là phiên bản duy nhất của Luxman được trang bị cái điều khiển từ xa để các bác có thể đổi suộc vào cũng như thao tác một vài những cái tính năng ở trên máy. DA250 sẽ nâng cấp so với cái phiên bản 200, đó là nó có khả năng giải mã lên tới DSD 5.6 khi mà các bác chơi từ nguồn chơi từ máy tính xa. Về cái phong cách thiết kế thì vẫn giữ nguyên một kích thước, đó là 36cm chiều rộng, chiều sâu là 30 và chiều cao là khoảng 6cm. Tuy nhiên, mặt trước của Luxman DA250 đã bố trí với các núm tùy chỉnh khác một chút so với phiên bản DA200. Chúng ta sẽ có một cái núm tùy chỉnh được làm bằng CNC kim loại màu chrome sáng bóng và được vắt xoáy kim cương. Tuy nhiên, ở trên cái thân của cái núm vặn, chúng ta sẽ có những cái điểm G để cầm nắm núm nó chắc chắn hơn, nó không bị trượt tay. Và cái màn hình hiển thị cũng được thiết kế thêm một hàng nữa để hiển thị cái suộc đầu vào. Thì như các bác nhìn thấy cái input ở đây, chúng ta sẽ không có cái ký hiệu của những ngõ suộc đầu vào mà chỉ có ký hiệu chung của input. Và núm vặn này nó sẽ là dạng vặn vô cực, có nghĩa là vặn vô cùng luôn, không có cái điểm dừng. Còn cái hiển thị suộc chơi nó sẽ bố trí ở trên màn hình đây. Màn hình phía dưới là màn hình hiển thị sampling rate, tần số tín hiệu giải mã cũng như một vài những thông tin bộ lọc và cái đèn báo tín hiệu có hay không. Logo của Luxman là chữ ký của thương hiệu, của cha đẻ thương hiệu này. Và chúng ta sẽ có một con máy đến từ Japan. Như đã chia sẻ với các bác trong video hôm trước về sản phẩm DA200, nó có 3 yếu tố mà khách hàng tại Việt Nam rất tin tưởng sử dụng cũng như là yêu thích những cái sản phẩm đến từ Luxman. Em đã phân tích đó là cái độ hoàn thiện cũng như chất âm linh kiện rất là cao cấp cũng như là hay. Cái thứ hai nữa đó là xuất xứ made in Japan. Và cái thứ ba nữa là độ thanh khoản rất là cao và tốt, giữ giá. Thiết bị này cũng là một trong những cái sản phẩm nằm trong hệ sinh thái của Luxman. Và chứng minh cho điều này thì gần như tất cả những chiếc DAC đến từ Luxman khi mà về hàng tại Thanh Tâm gần như không ở cũng như không tồn quá đến một tuần đâu các bác nhá. Gần như là tất cả các bác đã theo dõi cũng như là yêu thích những cái sản phẩm hoặc là bất kỳ một model nào cũng đã theo dõi rất là kỹ. Và khi Thanh Tâm về hàng cũng sẽ liên hệ và ủng hộ tới Thanh Tâm. Chiếc DA250 này thì cũng mới về hàng trong tối ngày hôm qua các bác nhá, tối ngày hôm qua. Và cách đây khoảng một tháng trước thì em cũng đã có bán một chiếc DA250 hàng thùng xốp, có thùng xốp cho một bác khách ở trong Sài Gòn. Ngày hôm nay thì em về bản tiếp theo. Bản này thì mức giá là 34 triệu, còn bản kia thì sẽ có mức giá là 36 triệu cao hơn. Thực tế thì với cái hình thức đẹp như là hàng nguyên thùng, thiếu xốp như thế này, mức giá 34 triệu là mức giá rất là ngon để các bác có thể tiếp cận tới một chiếc DAC cao cấp của Luxman. Phải so sánh với cấu hình của chiếc DA06 thì em nghĩ rằng con DA250 này không thua kém gì cả, nó chỉ thua kém một chút về cái kích thước thôi. Khi các bác đặt vào những cái ampli to rộng 44 hoặc rộng 50, nó sẽ hơi bị thọt hơn một chút. Còn đâu đó thì nó y chang luôn. Và đặc trưng hơn đó là nó còn có thêm điều khiển từ xa. Cái này phụ kiện thì em sẽ giới thiệu ở phần sau, sau khi em sẽ giới thiệu tới các bác cái phần kết nối của con máy này ở phía sau. Về cái thông tin
chip giải mã của dòng máy Luxmania 250 này cũng có rất nhiều bác quan tâm. Em sẽ báo cho các bác cái thông tin chip giải mã của em này. Con này thì linh kiện rất là cao cấp. Em đã mở lưng ra để cho các bác xem ở trong khá là nhiều video rồi. Ở cái tín hiệu giải mã của PCM thì sẽ là 192 kHz tần số là 32 bit. Giải mã khả năng giải mã 32 bit trên cái giải tần số là 192 kHz và DSD 5.6, một trong những cái thông số rất là cao. Con này thì sẽ sử dụng đua chip giải mã PCM 1795 của Bu Brown các bác nhé, 1795 của Bu Brown. Và cái cách sắp xếp linh kiện của Luxman cũng rất là thông minh, dễ dàng có thể sửa chữa cũng như là có thể quan sát được cái cách vận hành của một con DAC nếu mà các bác là một thợ điện chuyên nghiệp. Tại vì em cũng đã mở nâng ra rồi, bản chất Thanh Tâm không phải là một thợ điện tử, nhưng mà nhìn vào những cái sản phẩm người ta sắp xếp cái linh kiện nó thông minh, nó dễ dàng nhìn phát biết ngay. Còn nhiều sản phẩm họ sắp xếp rất là rối và không có cái cách DJ nó thông minh gì cả. Bây giờ thì xin mời các bác tham khảo những kết nối mặt sau của máy. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào một cái bản test chất âm chi tiết. Con này thì sẽ nặng là 5,4 kg các bác nhá. Cả thùng nó 7,5 nhưng mà máy không thì nó nặng 5,4 kg. Và đây là mặt sau kết nối của chiếc DAC Luxman DA250. Phiên bản này thì nó sẽ có một vài những cái đặc điểm sẽ khác so với chiếc DA200, cũng như cách bố trí các jack kết nối nó sẽ khác hơn một chút. Điểm đầu tiên, khi mà quan sát từ bên tay phải của em sang bên tay trái thì các bác sẽ nhìn thấy con máy này sẽ có cái năm sản xuất là 2016. Made in Japan, nguồn điện là 100V các bác nhé. Nguồn vào của máy sẽ là nguồn 3 chấu. Và jack kết nối tiếp theo, chúng ta sẽ có digital output, sẽ bao gồm cổng đồng trục và cổng quang học. Hai ngõ kết nối này gần như chúng ta sẽ không sử dụng. Tiếp tới, chúng ta sẽ có chú thích của digital in với 3 ngõ vào tín hiệu, đó là đồng trục, coaxial và hai ngõ optical 1 và 2. Coaxial thì các bác có thể kết nối với những hệ thống music server hoặc những cục NAS server hoặc những chiếc đầu phát xuất nguồn coaxial để lấy tín hiệu đầu vào. Còn optical này, với hai đường này các bác có thể kết nối với Smart TV hoặc là đầu Blu-ray cũng như đầu DVD. Máy sẽ trang bị một đường analog in. So với phiên bản Luxman DA200 thì chỉ có một ngõ vào tín hiệu thôi. Và em nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái tính toán rất là hợp lý, tại vì gần như chúng ta rất là ít khai thác cái đường analog in vào trên một chiếc DAC giải mã từ số sang đồng. Một đường USB DAC in được thiết kế tận sang bên góc bên này, sẽ không nằm cùng với cái bo mạch digital in ở đây. Đường này là đường kết nối để các bác có thể chơi với máy tính và nó có khả năng giải mã lên tới DSD 5.6 các bác nhé. Về phần analog output, chính là cái phần out tiếng xuống ampli, thì con máy DA250 này sẽ có hai cái ngõ analog output tương ứng cho Balun và RCA. Ở trên các sản phẩm của Luxman thì họ sẽ ký hiệu đó là Balun Line, có nghĩa là đầu ra của trên cái cáp Balun, cũng như là RCA Line là đầu ra của cáp RCA với chân cắm nip và ride. Đây là hai ngõ để các bác có thể out tiếng xuống ampli. Đây là toàn bộ những cái jack kết nối mặt sau cũng như cái bố trí kết nối mặt sau của chiếc DAC Luxman DA250. Ngoài ra thì con máy này về hàng, ngoài cái hình thức đẹp xuất sắc như đã giới thiệu tới các bác ở khung đầu video, thì cũng có đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng cũng như là remote điều khiển từ xa và dây nguồn với logo của Luxman. Con này thì sẽ nổi trội nhất trong cái hệ sinh thái của Luxman khi mà nó được trang bị cái remote điều khiển từ xa mà tất cả các phiên bản còn lại không có các bác nhé. Bây giờ xin mời các bác đi vào một bản test chi tiết chất âm của chiếc DAC Luxman DA250. Kể từ đây còn luyến lưu làm chi
con vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời đi bao mình chia rẽ đôi ta, em biết làm sao. Mùi tóc làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mùi tình. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hóa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em, nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thương. Mùi tóc làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em và tất cả anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mùi tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hóa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em, nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm nín cho đẹp chuyện tình. Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, thôi vĩnh biệt thiên thương. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay.